Hello, xin chào tất cả các bạn. Tanuki đã quay trở lại với một video mới về review màu nước đây. Nếu bạn là một người đam mê sưu tầm họa cụ thì hẳn đã không còn xa lạ với cái tên này nữa. Phoenix là thương hiệu họa cụ nổi tiếng đến từ Trung Quốc với chất lượng đạt chuẩn xuất khẩu châu Âu và đã có mặt tại Việt Nam từ khá lâu rồi. Tuy nhiên, thường thì chúng ta chỉ mới tiếp cận đến hạng màu tầm học sinh của hãng thôi. Hôm nay, Tanuki sẽ review về dòng màu nước hạng họa sĩ của Phoenix xem có gì khác biệt không nhé. Hiện các set màu nước Phoenix hãng Aztec mà mình đang cầm trên tay đây được phân phối chính hãng độc quyền bởi công ty Artholic. Đặc biệt là sản phẩm còn có bao bì tiếng Việt riêng cho thị trường trong nước, rất tâm lý phải không nào? Ấn tượng ban đầu là vỏ ngoài có thiết kế khá đơn giản nhưng cũng gọn gàng, bắt mắt. Chắc tại do mình là người chơi hệ tối giản nên cứ bao bì không hoa lá hẹ là mình đã thích rồi. Dung tích mỗi tuýp lẻ là 8 ml, khá để đặn và đủ dùng trong thời gian dài. Tuýp màu vỏ thiếc với thiết kế đơn giản, hiện đại và dễ nhìn. Bên ngoài cũng có đầy đủ tên màu, mã màu và thông tin về thành phần pigment. Hiện tại, set nhiều màu nhất là set 24 nên mình cũng sẽ swap từ set này luôn để tiện cho mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm. Bóc ra pocket để tiện to hơn nè, xinh không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng test thử coi xem màu nước hàng họa sĩ giá hạt rẻ này có gì hay ho không nhé. Ở đây, mình test trên giấy Nabi và sử dụng cọ lông Horlick luôn cho đủ combo họa cụ cho người mới nè. Cảm nhận cá nhân thì màu lúc bóc ra khá sánh ẩm, không có hiện tượng bị tách keo. Đừng hiểu nhầm ý mình nhé, hiện tượng màu bị tách keo xảy ra với màu nước hạng cao cấp là không hiếm và chỉ xảy ra với một số loại pigment thôi. Ví dụ như Mizello thì có màu Yellow Oxide, Kusakabe thì có màu Aqua Blue, đều bị tách keo ngay khi ở trong tuýp. Đây không hẳn là do hãng, nhưng vẫn sẽ là một hiện tượng khá khó chịu, nên mình sẽ để ý các mã để lúc dùng chú ý hơn. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Một Phoenix khi bóp ra, sánh mịn, bề mặt khô khá nhanh sau tầm 5 đến 10 phút. Khi dùng cọ gấp quét lên sẽ thấy hơi keo một tẹo. Vì vậy nếu muốn tô đậm thì nên quẹt mạnh tay chút để lấy được nhiều màu hơn nha. Khi tô lên giấy, màu hiển thị độ tươi khá bắt mắt. Độ trong ở mức ổn với lớp màu đầu tiên, lớp thứ hai trở đi sẽ đục hơn một tẹo. Độ lam mình thấy cũng khá ổn. Tất nhiên những yếu tố này có thể thay đổi tùy vào giấy màu nước bạn đang dùng để tô. Ở đây mình dùng giấy Nabi nên sẽ chỉ nêu cảm nhận chung vậy thôi. Bạn nào tô trên giấy khác thấy không giống như mình review thì cũng đừng ngạc nhiên nhé. Tô đến đây thì mình mới để ý là set này có đến tận 5 mã xanh trên tổng 24 màu lận. Đây là một con số khá nhiều so với các sắc độ khác. Khi đỏ thì chỉ có tầm 4 tuýp, xanh lá thì có 3. Bạn nào mà đam mê tông xanh như mình thì hẳn sẽ thích set màu này lắm đấy. Bằng màu 24 nên nói chung là cũng đầy đủ các tông độ cơ bản. Mình chỉ hơi tiếc là không có màu xanh lá tông ấm nào trong này, mình khá thích tông đó. Thì không sao, vì mình có thể tự pha được với những màu cho sẵn của hãng. Mình cũng để ý là set này có thêm màu pale gray, là một trong những màu mình nghĩ là ai cũng nên có bởi độ đa dụng của nó, thay thế cho màu đen ấm truyền thống và dễ ứng dụng trong nhiều chủ đề khác nhau nữa. Đây là một điểm cộng nhé. Tiếp theo là ghi thêm mã màu để về sau tìm lại cho dễ nè. Các bạn có thể làm bước này trước hoặc sau khi tô. Mình thì thích ghi sau để cảnh soát màu lúc quay lên video được trọn vẹn nhất. Cơ mà viết sai một cái thì hơi bị buồn ấy. Vậy là bước swatch màu đã xong rồi, ta bắt tay vào một bức tranh mới để phân tích chi tiết hơn về chất màu nhé. Lần này Tanuki còn có một cuốn sổ mới để khoe với các bạn, chính là Nabi phiên bản Limited. Với bìa sổ chính là tác phẩm đạt giải nhất contest bông hồi tháng 1 vừa qua do Nabi tổ chức. Mình sẽ vẽ và review luôn về cuốn sổ này cho mọi người nhé. Bước này mình đã vẽ sẵn bằng chì kim màu rồi, giờ thì chỉ việc tô lên thôi. Hôm tôi cái video này là mình vừa chạy từ bệnh viện về, tay vẫn còn dấu xét nghiệm trước khi tiêm vaccine chứ không phải mình đua đòi xăm trổ gì đâu. Các bạn cũng chú ý thông tin để sắp xếp đăng ký đi tiêm vaccine dần đi nhá. Mình thấy nhiều quận huyện đã thông báo lịch tiêm cho người dân rồi đó. Bên trong cuốn sổ này vẫn là chất giấy màu nước Navi quen thuộc, phần giấy không láng cũng không quá sần, mọi thứ dừng lại ở mức vừa đủ. Tuy nhiên, với những người hay vẽ tranh bé như mình thì vẫn sẽ thích vân láng mịn hơn một chút. Cái này là tùy sở thích cá nhân của mỗi người thôi nhá. Màu khi quét lên giấy khô với tốc độ bình thường, không quá nhanh, đủ để làm các kỹ thuật cơ bản. Vì set Phoenix này có khá nhiều tông xanh nên mình nảy ra ý tưởng tranh với chủ đề là mưa và cũng lấy tông xanh là chủ đạo luôn. Khi tô mình dùng khá nhiều nước để loa, vì vậy bắt buộc phải sử dụng giấy màu nước định lượng từ 300g trở lên. Nabi đáp ứng được nhu cầu này của mình. Tuy nhiên, sau khi tô thì mình thấy giấy chỉ hợp tô ít lớp màu thôi, còn nhiều hơn thì không khuyến khích lắm. Ngoài ra thì giấy cũng hơi kỵ tẩy nên các bạn lưu ý không sketch chỉ trực tiếp lên mà hãy can tranh để bề mặt giấy được giữ ở chất lượng tốt nhất nhé. Cũng vì những đặc điểm này của Nabi mà hôm nay mình chỉ dùng một số kỹ thuật lan đơn giản và đắp max là 3 lớp màu thôi. Thế nhiều bạn khen mặt sau của Nabi tôi thích hơn nên có thể lần khác mình sẽ thử và review lại cho mọi người nhé. Cuốn Nabi phiên bản bông này là loại giấy keo, khác với các dòng sổ giấy lò xo trước đó của hãng. Điểm cộng là giấy rất dễ tách thành từ lẻ để vẽ thành tranh rơi. Điểm trừ cũng là vì dễ tách thành từ lẻ nên nếu bạn muốn vẽ một cuốn sổ chắc chắn để lưu trữ các tranh cá nhân thì mình khuyến khích mua bản giấy lò xo hơn nhé.
Mình nghĩ đây là dòng giấy ngon bủ rẻ, hợp với người mới bởi nó đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu kỹ thuật tô cơ bản. Ngoài ra thì thời gian gần đây, Nabi cũng khá tích cực trong việc đầu tư các mảng bao bì sản phẩm và cho ra mắt nhiều bìa sổ xinh xắn hợp với các bạn trẻ hiện nay. Sổ vẽ thì đã thích rồi, nhưng sổ vẽ có bìa đẹp thì càng giúp chúng mình có hứng vẽ hơn phải không nào? Mong rằng về sau hàng cũng đầu tư nâng cấp thêm cả về chất lượng giấy để thỏa mãn trải nghiệm tô màu của những họa nô như chúng mình nữa. Cùng chờ xem thế nào nhé! Quay lại với nhân vật chính là Phoenix của chúng ta. Khi nãy lúc soát màu mình chưa trải nghiệm được quá kỹ chất màu, nên giờ tô lên tranh rồi thì mình mới thấy một số ưu nhược điểm như sau. Màu Phoenix tươi tắn là không cần bàn cãi rồi. Lúc tô mình thấy cũng khá bám giấy, hơi keo nhẹ một chút, nên lúc loang bạn cần lấy nhiều màu, nhiều nước để hiệu ứng được sinh động hơn nha. Tranh này mình tô cũng chỉ loang nhẹ và hòa màu wet on wet ngay từ bước đầu tiên để không phải đắp quá nhiều lớp về sau, nên việc màu tươi và loang ổn đã là một điểm cộng rồi. Cá nhân thì mình thấy chất lượng Phoenix hạng họa sĩ có thể so sánh ngang cỡ Winsor Newton Coleman, tức là ở mức bán chuyên và phù hợp cho người mới tập, nhưng chất lượng màu ở mức tốt, giá thành cũng không quá cao như màu của những nước châu Âu, châu Mỹ khác. Các bạn còn là học sinh, sinh viên thì sẽ đỡ đắn đo và có thêm một lựa chọn hợp túi tiền hơn. Hiện tại thì giá của một set Phoenix 12 màu là 280.000 và set 24 màu như mình đang dùng ở đây là 450.000 nhá. Nếu đánh giá về chất lượng hay bao bì thì mình thấy cái giá này khá là ổn so với mặt bằng chung. Mọi người có thấy là bức tranh cũng đã dần thành hình sau mỗi lần mình nhấn mảng đậm hơn rồi không? Có ai là người chơi hệ màu xanh thì giơ tay lên với Tanuki nào. Đang mùa hè oi nóng nên vẽ bức tranh toàn xanh cảm thấy nó mát mẻ dễ chịu ghê ấy. Xong cũng tình cờ là ngay sau hôm mình hoàn thiện bức tranh này thì Hà Nội đổ mưa, một sạch mấy ngày oi nóng vừa qua luôn. Khoảng thời gian lúc Tanuki quay video này cũng là lúc đang diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tuy giờ chúc thì cũng hơi muộn rồi, nhưng mình mong các bạn đã có một bài thi tốt và sẽ vào được trường đúng như nguyện vọng của mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, quãng thời gian ôn thi vất vả đã qua rồi, giờ thì quẩy bùa mấy tháng hè thôi nào. Nhưng các bạn vẫn nhớ phải chú ý phòng tránh dịch bệnh và hạn chế đến nơi đông người quá nhé. Tranh này mình tô khá đơn giản nên bước cuối sẽ thêm thắt một số hiệu ứng nhấn nhá để tranh không bị trống trải quá. Bạn nào muốn hack tranh cho bớt chán thì có thể thử cách của mình nhé. Nhớ dùng những màu tương phản mạnh mẽ để nổi bật hơn, không là chìm nghỉm không ai thấy gì đâu. Màu trắng mình dùng ở đây là wash chứ ít dùng màu nước do không đạt đủ độ đậm mình cần. Bạn nào thích viền hay nhấn vào màu trắng thì mình cũng khuyên xài wash thay vì dùng màu nước nhé, sẽ đậm và rõ hơn nhiều, mà giá thì cũng không quá cao đâu. Loại mình dùng ở đây là wash Mia nhé. Tanuki đang dự định tổ chức một art game nho nhỏ, trong đó giải thưởng là một set Pocket Phoenix 24 màu này tại group chuồn người vẽ của chúng mình. Các bạn nếu có hứng thú thì tham gia cho vui nhé. Các họa phẩm trong video này đều đang có sẵn tại cửa hàng của Tanuki. Đặc biệt là với các bạn mua cả giấy Nabi và màu Phoenix tại Tanuki sẽ có một phần quà đi kèm từ chúng mình đó. Mong rằng các bạn sẽ thích video này, hãy ấn like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye!